Filippo Inzaghi, kẻ sống trên những lằn danh. Filippo Inzaghi đã đi vào tiềm thức của những người hâm mộ bóng đá một cách dị biệt. Không màu mè khoa trương, thậm chí không có bất kỳ kỹ thuật cơ bản nào nổi bật, nhưng Pippo vẫn trở thành một trong những số 9 đáng sợ nhất của giới túc cầu giáo trong thời kỳ của mình. Người ta nói Inzaghi là nỗi ác mộng của những nhà lập trình game giả lập, bởi họ không biết tạo code như thế nào để có thể lột tả được lối chơi quái gở của anh. Làm thế nào để tạo ra một tiền đạo không có thể lực, cũng chẳng có tốc độ, khả năng dứt điểm thì không quá nổi bật, nhưng lại có tới 313 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu và là chân sút xuất sắc thứ tư tại đấu trường châu Âu với 70 lần lập công. Mà suy cho cùng, những bàn thắng đó cũng chẳng có gì xuất sắc. Inzaghi ghi bàn bằng mọi bộ phận, từ chân phải, chân trái, đầu, hông đến bụng, lườn. Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là anh sẽ không bao giờ ghi bàn từ quá xa. Lý do rất đơn giản, vì anh chẳng bao giờ đủ thể lực và tốc độ để bứt tốc một quãng khoảng 30 mét cả. Inzaghi luôn sống trong những lằn danh và khiến đối phương phải tức điên khi anh ta ăn mừng trong lúc họ phàn nàn với trọng tài là anh đã việt vị. Nói như Sir Alex Ferguson, Inzaghi sinh ra đã việt vị rồi. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.